Chào mừng các bạn đã quay trở lại với buổi live stream chia sẻ kiến thức kế toán của Việt Hương vào tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần. Kế toán Việt Hương rất vui khi chia sẻ những kiến thức thực tế bằng việc live stream với hy vọng mang lại nhiều kiến thức bổ ích phục vụ tốt cho công việc kế toán của các anh, các chị cũng như là các bạn, các em đang làm kế toán. Trong quá trình live stream có những vấn đề gì cần thắc mắc giải đáp thì các anh các chị cũng như là các bạn hãy inbox comment để kế toán Việt Hương sẽ giải đáp, hỗ trợ, tư vấn. Chủ đề hôm nay kế toán Việt Hương chia sẻ đó là các kinh nghiệm kiến thức thực tế trong công ty sản xuất. Đúng 8 giờ, 0 giờ chia sẻ kiến thức kinh nghiệm của kế toán Việt Hương là từ 8 giờ cho đến 9 giờ vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Các bạn quan tâm đến những kiến thức của kế toán thì vào trang của kế toán Việt Hương để lại thông tin để trung tâm sẽ tư vấn thêm về kiến thức kinh nghiệm. Chào bạn Phương ạ. Bạn Phương có những cái câu hỏi nào cần liên quan đến chủ đề hôm nay là về kế toán sản xuất, trong quá trình bạn làm kế toán có vướng mắc thì bạn có thể đặt câu hỏi ở đây để kế toán Việt Hương trả lời. Tiếp theo thì mình xin chia sẻ cái bộ hồ sơ về kế toán đối với công ty sản xuất mà khi cơ quan thuế quyết toán, tức là trong quá trình chúng ta làm kế toán và làm được ra bộ báo cáo tài chính thì chưa phải là xong công việc, mà cái công việc phía sau của một bộ báo cáo tài chính đối với công ty sản xuất nó rất là nhiều, đó chính là hồ sơ sổ sách liên quan. Thế thì để khi quyết toán với cơ quan thuế đối với công ty sản xuất thì cần những chứng từ như sau. Đầu tiên phải nói đến đó chính là đăng ký kinh doanh. Đăng ký kinh doanh bao giờ cũng là một bộ hồ sơ các bạn có thể photo hoặc là đưa bản gốc cho cơ quan thuế xem. Tuy nhiên là mình sẽ phải photo ra sẵn một cái đăng ký kinh doanh cộng với đăng ký mẫu dấu gửi cho cơ quan thuế. Buổi đầu tiên mà cơ quan thuế xuống quyết toán đơn vị thì người ta sẽ yêu cầu các hồ sơ như sau. Như tôi đã nói, đó chính là đăng ký kinh doanh. Tiếp theo đó là cơ quan thuế sẽ hỏi về hồ sơ định mức nguyên vật liệu. Xin chào bạn Phương. Bạn Phương hỏi là: chị ơi, cho em hỏi, các chi phí tiền điện, tiền nước dùng cho công ty sản xuất hạch toán ra sao vậy chị? Trung tâm Việt Hương trả lời câu hỏi của bạn Đoàn Phương như sau. Về chi phí tiền điện, tiền nước của công ty sản xuất sẽ chia ra hai hướng hạch toán. Hướng thứ nhất đó là mình sẽ phân bổ chi phí đó chủ yếu là vào chi phí sản xuất. Phần còn lại thì mình sẽ đưa vào chi phí quản lý. Mình sẽ giải thích tiếp cho bạn Phương. Tuy nhiên, bạn Phương ơi, cho mình hỏi một tí, hiện tại công ty bạn đang dùng theo thông tư nào ạ? Bạn Phương ơi, công ty bạn đang dùng theo thông tư nào ạ? Thì thông thường trên thực tế, trung tâm Việt Hương đào tạo các bạn chủ yếu thấy các bạn hay dùng theo thông tư 133. Thì đối với thông tư 133 thì bạn hạch toán như sau: nợ cho tài khoản 133, nợ tài khoản 642, nợ tài khoản 1 xin lỗi bạn nợ cho tài khoản 154 bạn nhé, theo thông tư 133, nợ cho tài khoản 642 và nợ tiền thuế có tài khoản liên quan. Và vì sao ở trong cái phần chi phí tiền điện tiền nước này mình lại có liên quan đến tài khoản 642? Tại vì là tiền điện tiền nước trong công ty sản xuất là sẽ phân bổ khoảng tầm 10% cho chi phí quản lý và 90% cho sản xuất. Và chi phí tiền điện, tiền nước là chi phí chung để tạo ra giá thành của sản phẩm.
Do đó là mình chia tỷ lệ như thế cho hợp lý bạn Phương nhé, chứ mình không nên đẩy hết toàn bộ vào giá thành đâu, bởi vì là mặc dù ở phân xưởng sản xuất, ở công ty sản xuất vẫn có bộ phận kế toán, bộ phận quản lý liên quan, sau đó mình sẽ trích một phần chi phí tiền điện tiền nước cho vào bộ phận quản lý, tức là mình sẽ cho vào tài khoản 642. Không biết là bằng câu trả lời của kế toán Việt Hưng thì bạn Phương đã nắm được thông tin chưa nhỏ? Chào bạn Lan Phương. Dạo này chắc là công việc kế toán của bạn Lan Phương là tốt rồi đúng không? Mình thấy bạn Lan Phương không trả lời câu hỏi, không đặt câu hỏi, chắc là bạn ấy làm rất là tốt công việc của mình rồi. Bạn Lan Phương là bạn học viên cũ của trung tâm kế toán Việt Hưng ạ. Trong lúc đợi các bạn vào để chia sẻ thông tin thì mình xin nói tiếp. Tiếp theo là đối với hồ sơ về quyết toán thuế đối với công ty sản xuất thì các bạn cần chú ý, đó là về hồ sơ định mức nguyên vật liệu. Hồ sơ này nó là một hồ sơ rất là quan trọng trong quá trình quyết toán thuế. Và đầu tiên khi cơ quan thuế xuống doanh nghiệp của bạn thì chắc chắn là người ta thì cơ quan thuế sẽ hỏi bạn là định mức của công ty là ở đâu, và công ty bạn sản xuất những cái sản phẩm gì. Và cơ quan thuế sẽ yêu cầu gửi email những nội dung này hoặc là in ra cho cán bộ thuế, để cán bộ thuế sẽ đối chiếu trong trong cái phần tính giá thành, bảng tính giá thành của công ty bạn. Tiếp theo mình giải thích vì sao định mức nguyên vật liệu nó là cơ sở để cho thuế. Tức là vì sao nguyên vật liệu, định mức nguyên vật liệu lại là kiểm tra, các cơ quan thuế kiểm tra đầu tiên, bởi vì nó là cơ sở để cơ quan thuế đối chiếu với các báo cáo giá thành liên quan, ví dụ như là bảng tổng hợp sản xuất kinh doanh, bảng chi tiết sản xuất kinh doanh và bảng tính giá thành. Trong cái bảng tính giá thành này thì các bạn chú ý các vấn đề như là tỷ lệ nguyên vật liệu, tỷ lệ nhân công, tỷ lệ chi phí chung. Chào bạn Trường ạ. Em đang làm ở công ty sản xuất may mặc thì định mức nguyên vật liệu có phải nộp lên thuế không chị? Trung tâm Việt Hưng xin trả lời bạn Trường như sau. Trước tháng 6 năm 2015 ấy, thì bắt buộc các doanh nghiệp phải nộp bảng định mức cho cơ quan thuế. Còn tính từ tháng 6 năm 2015 thì cơ quan thuế sẽ không yêu cầu công ty bạn phải nộp định mức lên trên cơ quan thuế nữa. Tuy nhiên là bạn vẫn cần phải lập định mức nội bộ lưu lưu tại doanh nghiệp. Giống như tôi vừa chia sẻ ở trên thì cái định mức này nó là cơ sở để cơ quan thuế sẽ tìm ra các cái lỗi sai để xem là công ty bạn có chi vượt định mức hay không. Nếu mà công ty bạn chi vượt định mức thì chắc chắn là chi phí đó sẽ bị loại ra. Và cái điều này sẽ đã được quy định ở thông tư 96 năm 2015 bạn Trường nhé, bạn có thể đọc lại thông tư 96. Và trước đó, trước thông tư 96 thì có thông tư 78 cũng quy định về định mức, thì bạn sẽ tham khảo thêm nhé. Như vậy là kết luận là bạn không cần phải nộp định mức này lên cơ quan thuế. Xin chào bạn Hoài. Bạn Hoài có câu hỏi là khi lập báo cáo tài chính của công ty sản xuất thì cần chú ý những chỉ tiêu nào vậy chị? Kế toán Việt Hưng xin trả lời bạn Hoài như sau. Khi lập báo cáo tài chính của bất kỳ một cái lĩnh vực nào thì chúng ta cũng sẽ cần chú ý rất là nhiều chỉ tiêu. Tuy nhiên, đối với công ty sản xuất thì bạn sẽ phải chú ý nhất ở các chỉ tiêu như sau. Đó là chỉ tiêu tài khoản 154, tài khoản 155 và tài khoản 632. Và trong tài khoản 632 thì các bạn để ý đến tài khoản 6322 giá vốn của sản xuất. Và
trên báo cáo tài chính của công ty sản xuất thì hầu như chỉ tiêu 154 là đều dư nợ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì một công ty sản xuất trừ những cái loại hình đặc thù thì không có dở dang, còn lại thì các công ty sản xuất bình thường thì bao giờ cũng sẽ có chi phí dở dang. Tức là kết thúc năm tài chính, các cái sản phẩm của mình sẽ không sản xuất hết, thì trên báo cáo của mình cần đánh giá được chi phí dở dang. Vậy thì bạn sẽ kiểm tra cái chi phí dở dang, ví dụ như trên báo cáo tài chính đang còn dư ra 50 triệu thì sẽ phải có một cái báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất tương ứng cũng sẽ phải là bằng 50 triệu, tức là dở dang cho các sản phẩm tương ứng. Thế ngoài ra thì bạn cũng cần phải đối chiếu các cái chỉ tiêu như là thuế giá trị gia tăng có khớp với tờ khai thuế hay không, hay là chỉ tiêu về 242 chi phí trả trước trên báo cáo tài chính so với bảng phân bổ công cụ dụng cụ. Bạn cũng phải nắm bắt rõ cái điều này, bởi vì như chị đi quyết toán thuế với về công ty sản xuất thì phần công cụ dụng cụ cũng rất bị cơ quan thuế đối chiếu để loại trừ. Ngoài ra thì bạn cần kiểm tra thêm một số chỉ tiêu như là bảng khấu hao tài sản cố định. Như vậy thì với cái câu trả lời của kế toán Việt Hương á, thì bạn Hoài đã nắm được thông tin dạ. Tiếp theo để tư vấn tiếp cho các bạn thì mình xin trả lời câu hỏi của bạn Hồng ạ. Bạn Hồng có đặt câu hỏi tới kế toán Việt Hương như sau: chị ơi, em đang dùng phần mềm kế toán Visa 2019. Trước đây em dùng công ty cũ, trước đây em làm công ty cũ là công ty thương mại. Và em làm trên phần mềm Excel. Chị cho em hỏi sườn của các bước hạch toán trên phần mềm Visa đối với công ty sản xuất. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Hồng. Và kế toán Việt Hương xin chia sẻ như sau. Thứ nhất là đối với phần mềm Excel ấy, thì bạn có thể áp dụng cho công ty thương mại được thôi. Còn đối với công ty sản xuất mà dùng trên phần mềm Excel thì sẽ rất là khó theo dõi. Cụ thể như đối với một công ty sản xuất thì các bạn cần phải lập định mức nguyên vật liệu ngay trên phần mềm. Vậy thì mình ở câu hỏi này mình sẽ giải đáp các cái bước hạch toán trên phần mềm Visa của công ty sản xuất như sau. Bước thứ nhất là bạn cần phải tạo ra mã thành phẩm đúng theo đúng quy định. Mã thành phẩm ở đây thì bạn sẽ căn cứ trên thực tế doanh nghiệp của bạn đang sản xuất những mặt hàng gì. Nếu như bạn mới vào công ty này thì bạn có thể xin ở bộ phận kế hoạch, bộ phận sản xuất, và bạn có thể xuống luôn ở phân xưởng sản xuất để hiểu được quy trình thực tế của công ty và biết được công ty mình sản xuất những sản phẩm gì. Nếu bạn là kế toán thuế thì bạn sẽ căn cứ trên chứng từ hóa đơn. Hiện tại thì các công ty hay sử dụng hóa đơn điện tử đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy hóa đơn để các bạn suy ra được là các danh sách thành phẩm của công ty mình. Bước thứ hai là bạn sẽ xác định được đối tượng tổng hợp chi phí. Thì đối tượng tổng hợp chi phí của công ty sản xuất là gì? Nếu như công ty bạn là dùng theo phương pháp giảm đơn thì thành phẩm cũng chính là đối tượng tổng hợp chi phí. Nếu như công ty bạn mà dùng theo phương pháp tỷ lệ hay hệ số thì đối tượng tập hợp chi phí chính là các phân xưởng sản xuất. Đấy là bước thứ hai. Bước thứ ba ấy, thì bạn sẽ bắt đầu vào các cái lệnh sản xuất ở trong phần mềm để tạo ra cái lệnh sản xuất. Lệnh sản xuất này trên thực tế thì chúng ta sẽ căn cứ vào phòng kế hoạch chuyển sang phòng kế hoạch yêu cầu là bộ phận sản xuất sẽ sản xuất ra 1.000 sản phẩm chẳng hạn, thì bạn sẽ tạo ra cái lệnh sản xuất tương ứng với 1.000 sản phẩm. Tiếp theo là từ cái lệnh đó các bạn sẽ lập phiếu nhập kho thành phẩm. Sau đó từ cái lệnh sản xuất đó sẽ lập
thêm phiếu xuất kho nguyên vật liệu. Và cuối cùng thì bạn sẽ tính và tính giá thành. Thế nhưng mà vì bạn đặt một câu hỏi, nói chung là nó cả một quá trình trên phần mềm MISA SME 2019, và hiện tại là MISA đang dùng MISA 2020. Thế thì bạn Hồng ơi, bạn sẽ cho mình thông tin ở đây, email, comment cho mình thêm thông tin email của bạn. Bên mình sẽ gửi cho bạn về tài liệu để tính giá thành trên phần mềm MISA, có cả video đính kèm. Và với cái buổi livestream chia sẻ kiến thức này, thì bên mình có một chương trình quà tặng cho các bạn. Đó là có 10 bạn đầu tiên mà để lại thông tin bao gồm số điện thoại, email, thì bên mình sẽ tặng cho bạn một khóa học tự học về kế toán sản xuất ạ. Với khóa học kế toán sản xuất này thì bạn sẽ hiểu được toàn bộ quy trình mà cái câu hỏi bạn vừa đặt xong, bên mình sẽ giải đáp toàn bộ vào đấy bằng chứng từ và video đính kèm. Thì chắc chắn là bạn nghe xong bạn sẽ làm được thôi ạ. Có rất nhiều bạn hiện tại đang đặt câu hỏi tại kế toán Việt Hưng trên các kênh thông tin như là Facebook, Zalo hay là trao đổi trực tiếp. Thì với buổi livestream này, mình cũng thấy là các bạn vào và comment rất là nhiều thông tin. Và tiếp theo thì mình xin giải đáp câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Nghệ. Chị ơi, em vừa mới vào làm kế toán cho doanh nghiệp sản xuất. Công ty em sản xuất nội thất, nhưng trên báo cáo tài chính năm 2019 em lại không thấy tài khoản 155 mà chỉ có tài khoản 154 thôi chị ạ. Như vậy có sai không? Kế toán Việt Hương xin giải đáp câu hỏi của bạn Nghệ như sau. Bản chất của kế toán sản bản chất của một công ty sản xuất chắc chắn đã tạo ra thành phẩm thì trên bảng cân đối số phát sinh hay là cân đối tài khoản gắn trong báo cáo tài chính theo thông tư 133 thì bắt buộc phải có tài khoản 155. 155 rồi. Tuy nhiên ở đây theo như báo cáo tài chính của công ty bạn kiểm tra lại không có tài khoản 155 mà chỉ có tài khoản 154, tức là kế toán cũ của bạn đang làm chưa chính xác. Có nghĩa là các bạn kế toán cũ của bạn đang tập hợp toàn bộ chi phí đẩy vào 154, tức là một cách chung chung giống như là mình đang làm cho những cái dịch vụ sửa chữa hay là dịch vụ công trình. Tuy nhiên là dịch vụ sửa chữa hay là dịch vụ công trình mình đưa thẳng vào tài khoản 154 thì cũng cần phải chi tiết cho cần phải chi tiết cho công trình nào. Và đối với công ty sản xuất thì mình cần phải tính giá thành cho từng thành phẩm nhập kho. Chính vì thế là trên báo cáo tài chính của bạn bắt buộc phải có tài khoản 155 nhé. Như vậy thì bạn có thể hỏi lại kế toán cũ và trao đổi lại với kế toán cũ. Nếu sai thì mình sẽ có phương án lập lại báo cáo tài chính của năm 2019 trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh tra công ty bạn. Mình cảm ơn bạn mình cảm ơn bạn Nguyễn Văn Nghệ đã đang theo dõi livestream của kế toán Việt Hưng. Và bằng câu trả lời của kế toán Việt Hưng thì không biết là bạn Nghệ đã hiểu được cái quy trình tại sao phải có tài khoản 155 trên báo cáo tài chính của công ty sản xuất chưa ạ? Và có câu hỏi gì thêm thì bạn Nghệ cứ đặt ở đây, mình sẽ xin chia sẻ và trả lời tất cả những câu hỏi mà các bạn và muốn tìm hiểu thêm tại trung kế toán Việt Hưng nhé. Và kết thúc cái buổi livestream này, mình sẽ xem lại là bạn nào để lại email, số điện thoại, bên mình sẽ có bộ phận kỹ thuật cấp quyền để vào tài khoản tự học. Xin chào bạn Hà Trần.
Hà Trần có câu hỏi gửi tới kế toán Việt Hưng như sau: Chị ơi, kết cấu của bảng tính giá thành trong công ty sản xuất gồm những chỉ tiêu nào ạ? Xin kế toán Việt Hưng xin trả lời câu hỏi của bạn Hà Trần như sau: Trong kết cấu bảng tính giá thành của công ty sản xuất bao gồm các chỉ tiêu như sau: chỉ tiêu nguyên vật liệu. Trong nguyên vật liệu thì chia ra hai phần: nguyên vật liệu chính và nguyên vật liệu phụ. Nguyên vật liệu chính là nguyên liệu mà có trong định mức đối với những công ty mà xây dựng được định mức cụ thể cho từng sản phẩm. Còn nguyên vật liệu phụ là những phụ gia để kết cấu nên giá thành của sản phẩm. Chi phí nhân công trực tiếp, tức là công nhân sản xuất đấy ạ. Tiếp theo là phần chi phí chung. Chi phí chung bao gồm các loại chi phí như sau: chi phí bảo hộ. Chi phí bảo hộ như là găng tay hay là ủng đồ bảo hộ lao động chẳng hạn, thì những chi phí đó là chi phí chung để kết cấu nên giá thành của công ty sản xuất. Và khi quyết toán thuế, đối với cơ quan thuế yêu cầu bạn sẽ phải trình bày ra một cái bảng tính giá thành tổng hợp cho các sản phẩm. Ngoài ra thì phải có một cái bảng tính giá thành chi tiết cho các sản phẩm, sẽ có số liệu phải khớp với số liệu của bảng tổng hợp giá thành. Và bạn Hà Trần có thể để lại email bên trung tâm Việt Hưng sẽ gửi cho bạn cái kết cấu của bảng tính giá thành trong quá trình quyết toán thuế mà cơ quan thuế yêu cầu. Và trong cái file kết cấu của bảng tính giá thành này, kế toán Việt Hưng đã thêm một số chỉ tiêu mà trong phần mềm, rất nhiều phần mềm không có, tức là những công thức liên quan đến cái bảng tính giá thành sản xuất của công ty sản xuất nha bạn Hà Trần. Vậy thì bằng câu trả lời của kế toán Việt Hưng thì bạn Hà Trần đã hiểu về nội dung mà kế toán Việt Hưng đã chia sẻ chưa ạ? Cảm ơn bạn An Nhiên đã khen nhé. Tiếp theo là bạn Nguyễn Văn Nghệ lại đặt tiếp một câu hỏi là: Vậy chị có thể chỉ giúp em phương pháp tổng quan giá thành của công ty sản xuất nội thất có lắp đặt không chị? Thưa bạn Nghệ, tức là bạn đang làm ở công ty vừa sản xuất nội thất và có lắp đặt. Đối với công ty nội thất thì có hai loại, và như bên giáo trình của Việt Hương cũng đang xây dựng có hai hệ thống công ty. Một đó là mình sản xuất ra các cái sản phẩm nội thất rồi đem bán cho khách hàng, và cái hình thức thứ hai đó là mình sản xuất ra các sản phẩm, sau đó mang các sản phẩm đó đi lắp đặt cho khách hàng. Ví dụ như mình lắp đặt theo hệ thống của nhà hàng khách sạn, tức là khách hàng của mình chủ yếu là những cái công ty về về xây dựng, người ta mua các cái nội thất đó lắp vào các cái công trình hay lắp vào các cái nội thất sửa chữa của các khách hàng. Thì mình cần phân biệt như sau: nếu như công ty bạn có cả sản xuất có cả lắp đặt, thì bước thứ nhất bạn cần làm đó là tính giá thành của các sản phẩm nhập kho. Sau đó khi bạn tính được các giá thành của các sản phẩm nhập kho xong, thì bạn xuất cái thành phẩm đó ra cho các công trình, và một lần nữa bạn lại tính một loại giá thành dịch vụ. Như vậy là công ty bạn sẽ có song song hai loại giá thành. Và nếu như bạn sử dụng phần mềm thì các chi phí đầu vào của bạn bạn chú ý bóc tách chi phí ra, để khi chúng ta tính giá thành theo hai phương pháp nó sẽ chia cái tỷ lệ chi phí đầu vào cho nó phù hợp. Tức là công ty bạn nó sẽ khó hơn một công đoạn đối với những công ty sản xuất nội thất và bán thẳng, thì bên bạn lại lắp đặt để tạo ra doanh thu. Thì theo như cái bằng những cái buổi chia sẻ như thế này, live stream như thế này, thì trung tâm Việt Hưng sẽ giải đáp tất cả các câu hỏi. Tuy nhiên như là theo chương trình của trung tâm Việt Hưng thì bạn Nguyễn Văn Nghệ để lại email, số điện thoại nhé. Bên mình sẽ tặng cho bạn một cái khóa học kế toán sản xuất có lắp đặt của công ty nội thất trên giáo trình của trung tâm bên mình, và cũng có toàn bộ hóa đơn chứng từ
của một công ty nội thất và lắp đặt. Để cho bạn tham khảo thêm, trong quá trình bạn làm thì có vấn đề gì không hiểu thì bạn cứ liên hệ tới số điện thoại của trung tâm 0988 680 223 và bên mình sẽ giải đáp thêm. Như vậy thì bằng câu trả lời của kế toán Việt Hưng ạ, thì bạn Nguyễn Văn Nghệ đã hiểu được tổng quan về cái công việc của công ty bạn chưa ạ? Xin hỏi bạn Nghệ là hiện tại là công ty bạn đang dùng theo thông tư nào ạ? Thông tư 133 hay là thông tư 200 ạ? Mình cũng sẽ chú thích thêm cho bạn một số kinh nghiệm khi sử dụng thông tư 133 hoặc sử dụng thông tư 200 ạ. Cảm ơn các bạn đang theo dõi livestream của kế toán Việt Hưng nhé. Cảm ơn bạn Lộc, cảm ơn bạn Hà Trần. Và tiếp theo thì mình xin chia sẻ tiếp kia kiến thức đối với câu hỏi của bạn Ngọc Hạnh ạ. Bạn Ngọc Hạnh đang hỏi kế toán Việt Hưng là: chị cho em hỏi, khi quyết toán thuế tại công ty sản xuất thì cần chú ý thì các chi phí nào hay bị thuế gạt ra? Thì theo kinh nghiệm của mình, thường quyết toán thuế gần như là mình quyết toán thuế tại tất cả các chi cục thuế tại Hà Nội và Hải Phòng, cũng một số đơn vị ở Hải Phòng. Về công ty sản xuất thì mình thấy cái điểm chung của các cơ quan thuế là thường hay gạt bỏ các cái chi phí như chi phí vượt định mức nguyên vật liệu, có nghĩa là giống như cái trao đổi ban đầu ấy, là cái chi bao giờ khi đến một cái công ty sản xuất thì cái chi phí ở cái yêu cầu đầu tiên của cơ quan thuế đó là mang định mức cho cơ quan thuế xem. Thế mục đích của người ta xem định mức của mình là người ta hiểu được công ty mình, ví dụ như sản xuất một sản phẩm là cần bao nhiêu vật tư rồi. Chính vì thế mà bạn cho quá vật tư theo cái định mức ban đầu, mà mặc dù như câu hỏi của bạn Vũ Trường ấy là có mình có phải nộp cái định mức này lên cho cơ quan thuế hay không, nhưng câu trả lời của mình là không phải nộp lên cơ quan thuế. Tuy nhiên là mình vẫn phải xây dựng một cái định mức vật tư lưu nội bộ tại công ty. Và đến lúc mà quyết toán thuế mình trình bày ra, thuế sẽ hiểu được là một sản phẩm của bạn đưa ra chiếm bao nhiêu vật tư rồi. Nếu như bạn vượt quá cái định mức đấy thì cái chi phí đó sẽ là chỉ gạt ra. Thứ hai, chi phí hay bị gạt ở trong công ty sản xuất đó là chi phí tiền lương. Nếu như chi phí tiền lương của bạn đưa quá nhiều mà trong khi đó hồ sơ bạn lại không chứng minh được là nhân công đó làm ở công ty bạn, hoặc là những cái chi phí công cụ dụng cụ và nó quá cái thời gian được tính phân bổ, ví dụ như thông tư 78 quy định là chi phí phân bổ công cụ dụng cụ được tính từ 2 tháng cho đến 36 tháng, nhưng mà bạn lại phân bổ cái chi phí đó, ví dụ như có một cái công cụ dụng cụ là máy hàn đi, giá trị của nó là 29 triệu, nó cần suýt soát đến phần tài sản cố định, tức là nhỏ hơn 30 triệu nó là công cụ dụng cụ, mà bạn lại đi phân bổ 12 tháng thì chắc chắn là cơ quan thuế sẽ gian trải cái công cụ dụng cụ đấy ra tối đa là 36 tháng, bởi vì cái giá trị công cụ dụng cụ của nó lớn. Thì đương nhiên là bạn phân bổ nhỏ thì những cái công cụ đó cơ quan thuế cũng yêu cầu bạn là phải gian trải chi phí ra để gạt đi những cái chi phí mà bạn đang cố tình phân bổ nhanh. Tiếp theo đó là các cái tài sản cố định bạn ạ. Nếu mà các cái tài sản cố định thứ nhất là không có đủ chứng từ, hồ sơ chứng từ để chứng minh là tài sản của công ty. Thứ hai là khấu hao nhanh quá, không đúng với phụ lục 1 của thông tư 45.
thì đương nhiên bạn cũng sẽ bị gạt cái chi phí khấu hao sai về tài sản cố định. Thứ ba, ví dụ như là công ty tiền xăng tiền dầu, các cái định mức xăng, cái phần tiền xăng dầu ấy, mà có rất nhiều công ty sản xuất, vì tiền xăng dầu lấy hóa đơn rất là dễ, do đó công ty sản xuất rất nhiều tiền chi phí xăng dầu, các bạn cứ đưa ồ ạt vào cho vào chi phí giá thành. Tuy nhiên là khi quyết toán sẽ bị gạt, bởi vì nếu như các bạn không xây dựng được là các máy móc máy đào trong quá trình cái dây chuyền sản xuất đấy dùng bao nhiêu dầu, bao nhiêu xăng để bảo dưỡng, để lau dọn các cái bộ phận máy móc của quá trình dây chuyền sản xuất đấy, thì các cái chi phí đấy cũng bị gạt. Và để bảo vệ được các cái chi phí của doanh nghiệp sản xuất thì theo mình tư vấn là các bạn làm hồ sơ thật là gọn và chính xác, và tất cả đều có hóa đơn chứng từ, có điều điều lệ doanh nghiệp, hay là có các quy chế sản xuất từ các bộ phận nọ sang bộ phận kia, thì cái chi phí của bạn nó sẽ được đảm bảo an toàn nhất. Và từ những cái câu trả lời như thế thì không biết là bạn Hạnh đã hiểu chưa ạ? Như bạn Lệ có trao đổi ở đây là bạn bảo là bên bạn dùng thông tư 133, thì ở đối với một công ty sản xuất thì các bạn sẽ dùng thông tư 133 hoặc thông tư 200. Mình cũng muốn chú ý ở đây là khi sử dụng thông tư 133, theo thông tư 133 thì các bạn nên chú ý các cái khoản mục chi phí trong phần mềm. Nếu mà các bạn dùng Visa thì sử dụng để ý đến khoản mục chi phí. Nếu như một công ty mà sản xuất nhờ có hai quy trình tính giá thành trở lên thì mình sẽ chia khoản mục chi phí ra cho phù hợp. Ví dụ như là nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, sản xuất chung đều chia cho phân xưởng A, phân xưởng B, phân xưởng C. Thế còn nếu trong trường hợp mà các bạn sử dụng thông tư 200 thì tất cả quy trình tính giá thành sẽ được sử dụng tài khoản 621 là chi phí nguyên vật liệu, 622 là chi phí nhân công và 627 là chi phí chung. Và chúng ta sẽ bám vào hệ thống tài khoản 621, 622, 627 để chúng ta sẽ tách ra nếu như công ty các bạn có nhiều kỳ tính giá thành trong một năm. Và hiện tại thì bên kế toán Việt Hưng cũng nhận rất nhiều dịch vụ kế toán và rất là phức tạp, chứ không đơn thuần là những cái công ty sản xuất đơn giản đơn. Và bên mình xử lý theo phương pháp đó, đi quyết toán thuế thì rất là nhanh gọn, là ít mất ít rất là ít chi phí, không mất nhiều chi phí như là một số bạn học viên trước khi học tại cái trường. Sau khi học xong thì hồ sơ làm rất là gọn gàng. Cảm ơn bạn Ngọc Hạnh đã chia sẻ và gửi tới các cái câu hỏi cũng như là khen về trung tâm, cách đào tạo của trung tâm kế toán Việt Hưng. Chào bạn Hoài. Bạn Hoài có hỏi trung tâm Việt Hưng câu hỏi như sau: chị cho em hỏi, em muốn hoàn thuế thu nhập cá nhân, cần những thủ tục gì ạ? Bạn Hoài ơi, ở đây là bạn muốn hoàn thuế cho cá nhân phải không ạ? Để đợi cái câu trả lời của bạn Hoài thì mình sẽ đi tiếp những cái câu tiếp theo của các bạn đang đặt phía dưới. Còn những cái câu hỏi nào mà mình không thể nào trả lời kịp thì trung tâm kế toán Việt Hưng sẽ inbox lại cho các bạn và tư vấn thêm cho các bạn qua Zalo hoặc email. Tiếp theo bạn là Ngọc có hỏi: chị ơi cho em hỏi, bên cơ quan sự nghiệp không có mã số thuế thì khi ký hợp đồng với bên em, họ có ra cơ quan thuế để xin xuất hóa đơn cho đơn vị em được không?
À, thưa bạn Ngọc ơi, như thế thì trong trường hợp này là thực ra ấy, đối với cơ quan hành chính sự nghiệp là một đơn vị nhà nước rồi, như thế thì đối như đối với một đơn vị nhà nước thì sẽ không có mã số thuế. Trong trường hợp này họ hợp đồng với bên em cụ thể là về nội dung gì, bạn có thể chia sẻ thêm với trung tâm được không nhỉ? Để cho trung tâm sẽ tư vấn cho bạn một cách chính xác nhất ạ. Nó là liên quan đến dịch vụ là gì nhỉ? Trong lúc mình đang đợi phản hồi từ bạn Phùng Ngọc thì mình sẽ chia sẻ tiếp cái kinh nghiệm từ cái câu hỏi của bạn Vũ. Bạn Vũ có hỏi trung tâm kế toán Việt Hưng là: chị ơi, em đang làm kế toán cho công ty sản xuất linh kiện điện tử. Công ty em trong quá trình sản xuất có tỷ lệ hao hụt. Vậy tỷ lệ hao hụt này đưa vào tài khoản nào? Và tỷ lệ hao hụt này có được tính vào chi phí hợp lý không? Xin cảm ơn chị và kế toán Việt Hưng. Trả lời cho câu hỏi của bạn Vũ thì mình xin chia sẻ như sau. Thứ nhất, tất cả các công ty sản xuất hầu như sẽ có tỷ lệ hao hụt dù ít hay nhiều. Vậy cái tỷ lệ hao hụt này các bạn sẽ đưa vào tài khoản nào nhỉ? Các bạn vẫn đưa vào tài khoản giá thành bình thường. Nếu như các bạn đang dùng thông tư 133 thì sẽ đưa vào 154 để tính giá thành. Và cái chuyển sang 632. Nếu các bạn dùng theo thông tư 200 thì các bạn vẫn đưa vào tài khoản 621. Nếu các bạn cẩn thận ra thì các bạn có thể tách ra 6211 là chi phí nguyên vật liệu chính, còn 6212 đó là các cái tỷ lệ hao hụt này. Để sau này có cơ sở là cơ quan thuế sẽ hỏi là tỷ lệ hao hụt này chiếm bao nhiêu phần trăm trên tổng nguyên vật liệu mà công ty bạn đưa ra, thì xin trả lời bạn như sau. Về cái tỷ lệ hao hụt các bạn chỉ đưa tối đa là 3%. Nếu các bạn đưa nhiều cũng không được, bởi vì đưa nhiều quá thì cơ quan thuế sẽ đi kiểm tra chính xác cái tỷ lệ hao hụt của bên bạn như thế nào. Sau đó thì bạn nên đưa khoảng tầm tối đa là 3%. Và đối với cái câu trả lời của kế toán Việt Hưng thì không biết bạn Vũ đã hiểu chưa ạ? À, mình sẽ chia sẻ tiếp. À, ở đây bạn Phùng Ngọc đã phản hồi lại ở đây là gì nhỉ? Họ ở bên truyền hình VOV chị ạ. Kế toán Việt Hưng trả lời bạn Ngọc như sau. Hiện tại thì hầu hết các đơn vị về hành chính sự nghiệp đã có mã số thuế bạn Ngọc nhé. Tuy nhiên là nếu như những cái đơn vị hành chính sự nghiệp nào mà chưa có mã số thuế thì bạn vẫn được phép lên yêu cầu bên đơn vị hành chính đó lên cơ quan thuế để xin cấp hóa đơn cho công ty bạn, bởi vì như là cơ quan thuế nếu như bạn không có hóa đơn, bởi vì hóa đơn đó là cái chứng từ cần nhất trong cái quá trình giao dịch giữa hai bên, chính vì thế là bạn sẽ yêu cầu bên đơn vị hành chính sự nghiệp lên cơ quan thuế để xuất hóa đơn cho công ty bạn. Như vậy là bằng câu trả lời của kế toán Việt Hưng thì bạn Phùng Ngọc đã hiểu và xử lý công việc của mình tiếp theo chưa? À, và thời gian chia sẻ livestream của kế toán Việt Hưng là diễn ra từ 8 giờ cho đến 9 giờ tối vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Thì hiện tại cũng gần đến 9 giờ rồi, còn một số thời gian nữa, không biết là các bạn còn những câu hỏi nào mà trong quá trình làm mình đang còn vướng mắc thì các bạn chia sẻ ở đây để mình sẽ giải đáp luôn ạ. Về hôm nay nội dung về kế toán sản xuất. Trong kế toán sản xuất hiện nay là rất là nhiều công ty làm đấy, nhiều bạn đang làm về kế toán sản xuất và thấy các bạn rất hay giỏi hỏi mình qua Zalo. Mà hôm nay không biết là các bạn chắc là bận hay sao mà thấy hơi ít nội dung
chia sẻ lên đây nhở. À, chào bạn Nghệ ạ. Bạn lại hỏi thêm câu hỏi là hồ sơ chứng từ lưu trữ trong công ty sản xuất như thế nào? Kế toán Việt Hưng xin giải đáp câu hỏi của bạn Nghệ như sau. Hồ sơ chứng từ trong công ty sản xuất bao gồm, đầu tiên đó chính là như mình chia sẻ là định mức vật tư. Thứ hai đó là các báo cáo về giá thành, trong đó có bản tổng hợp sản xuất kinh doanh, báo cáo chi tiết sản xuất kinh doanh và bảng tính giá thành. Trong bảng tính giá thành sẽ chia ra nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, chi phí chung. Trong chi phí chung cần chia ra chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí phân bổ công cụ dụng cụ và các chi phí khác mua ngoài, bao gồm như bảo hộ lao động, chi phí tiếp khách, được tính trực tiếp vào giá thành. Thực tế trong thực tế các bạn có thể đưa chi phí tiếp khách vào quản lý, chi phí quản lý, nhưng mà đối với mình đang làm kế toán, có khi chi phí tiếp khách mình chỉ bổ 50 đến 50 thôi. 50% thì cho vào chi phí quản lý, 50% mình cho vào chi phí sản xuất. Tại vì tiếp khách cũng sẽ tạo ra, tại vì trong sản xuất cũng sẽ tạo ra, ở trong cái phần tiếp khách của các bạn cũng sẽ tạo ra được giá thành. Nếu như một công ty nào đó mà cái chi phí 632 của nó nhỏ thì mình cũng hay tìm cách đẩy cái chi phí có thể vào giá thành, cho nên là chi phí tiếp khách các bạn cũng có thể phân bổ giống như tiền điện và tiền nước. Bạn Hoa Nguyễn, mình xin lỗi mình lại không nhận được câu hỏi của bạn Hoa Nguyễn nhỉ. Bạn Hoa Nguyễn có thể đặt lại câu hỏi ở đây được không nhỉ? Có thể là một thời gian 1 tiếng, có thể là các bạn sẽ không đủ thời gian để cho các bạn hỏi, thì trung tâm sẽ chia sẻ thêm về nội dung của kế toán sản xuất vào buổi livestream tiếp theo. Bên mình sẽ có thông báo cụ thể ở trên Facebook để các bạn cần hỏi gì thì trung tâm sẽ giải đáp trực tiếp luôn. Và các bạn sẽ nhớ vào lịch thứ ba và thứ sáu hàng tuần, các bạn sẽ chia sẻ lên đây để chia sẻ các cái câu hỏi. Chào bạn Dung. Bạn Dung ơi, bạn có câu hỏi nào thì bạn đặt ở đây, kế toán Việt Hưng xin được giải đáp nhé. Bạn Hoa Nguyễn nữa, kế toán Việt Hưng chưa nhìn thấy câu hỏi của bạn Hoa Nguyễn. Mình bổ sung thêm ở phần câu hỏi của bạn Nghệ. Bạn Nghệ ơi, như mình vừa mới trao đổi với bạn đấy, có nghĩa là ngoài những cái phần như là định mức và sổ sách thì mình chú ý đến phân hệ giá thành, thì ngoài ra bạn có thể in đầy đủ các loại sổ cái, sổ chi tiết, các báo cáo liên quan. Thì khi quyết toán thuế thì cơ quan thuế sẽ hay chú ý đến các báo cáo liên quan, như là báo cáo quỹ quỹ tiền mặt. Trong quỹ tiền mặt này rất đơn giản là có những lúc mà các bạn cân cuối năm ấy, thì số dư thì vẫn dư đấy, nhưng mà nếu mà các bạn không kiểm kê lại quỹ thì trong quá trình mà chúng ta hạch toán sẽ bị âm, nó sẽ báo đỏ, phần mềm nó sẽ báo đỏ. Vậy thì một thì các bạn sẽ lùi các cái khoản chi về cuối năm, ví dụ như chi lương ấy, trích thì vẫn trích đúng tháng nhưng mà chi thì mình chi vào cuối năm. Thế ngoài ra nếu trong trường hợp mình không thể nào lùi được cái ngày chứng từ chi tiền thì mình sẽ phải bổ sung bằng các nghiệp vụ mượn tiền, ví dụ như là ngày mùng 2 tháng 9 chẳng hạn nó bị âm tiền thì bạn sẽ bổ sung bằng cách là mùng 1 tháng 9 bên bạn sẽ mượn tiền của cá nhân. Tốt nhất là các bạn mượn xử lý bằng nghiệp vụ mượn tiền, tức là các bạn vào phiếu thu tiền nợ tài khoản 111 có tài khoản 3388, và đến sau đó các bạn lại nạp lại trên phần mềm, các bạn vào phân hệ quỹ kiểm tra lại đoạn nào đang dư tiền ra thì các bạn sẽ được khoản nợ cho tài khoản 3388 có tài khoản 111. Thì như vậy cái báo cáo quỹ của bạn nó sẽ luôn luôn là cuối năm hoặc là trong quá trình nó sẽ luôn luôn là dương. Nếu như
quyết toán thuế mà cơ quan thuế nhìn ngay cái số quỹ bị âm thì chắc chắn là người ta đã không muốn quyết toán tiếp theo nữa rồi, bởi vì là bạn đang chế biến hóa chứng từ. Bởi một công ty không thể nào âm quỹ tiền mặt được, âm quỹ tiền mặt không thể nào kinh doanh, mặc dù nó một yếu tố rất là nhỏ thôi trên cái sổ báo cáo quỹ, nhưng mà các bạn nên lưu ý. Ngoài ra thì các bạn chú ý thêm các cái hồ sơ về công nợ. Có nhiều công ty phần công nợ rất là phức tạp, thì ở kế toán Việt Hưng sẽ có một bộ hồ sơ rất là đầy đủ để các bạn quyết toán thuế tại các doanh nghiệp sản xuất, và nó nằm ngay ở trên giáo trình kế toán sản xuất. Các bạn có thể tham khảo và liên hệ với trung tâm để được đăng ký khóa học, hoặc là để được cấp miễn phí khi tặng kèm khi chúng ta tham gia các khóa học tại kế toán Việt Hưng. Và bây giờ thì chào bạn Hoàng nhá. Rất nhiều bạn chào cô giáo Lam ở trên này nhưng mình cũng không nhớ là đây là của học viên nào đây. Thì bây giờ là đến 9 giờ thì mình cũng xin được kết thúc cái buổi livestream chia sẻ kiến thức về công ty sản xuất. Và thứ sáu tới thì sẽ là buổi chia sẻ của cô giáo Hương, lại chia sẻ tiếp về kế toán vận tải. Như vậy thì các bạn nhớ đặt lịch để theo dõi chương trình chia sẻ kiến thức kế toán vận tải vào thứ sáu tuần này do cô giáo Hương giải đáp. Nếu mà các bạn hãy chia sẻ thêm các cái thông tin của kế toán Việt Hưng cho bạn bè của mình có nhu cầu học tại kế toán Việt Hưng, cũng như là có những cái câu hỏi gì mà chưa được giải đáp, thì cứ mời các bạn vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần gặp cô giáo Hương và cô giáo Lam ở trên Facebook. Xin chào các bạn nha.